Thưa quý vị, ông Lê Anh Tú còn được biết đến với tên gọi là Thích Minh Tuệ, người phát nguyện tu tập Hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm. Trên hành trình tu tập thì ông Thích Minh Tuệ đã 4 lần đi bộ khắp các tỉnh thành ở Việt Nam trong 6 năm, bắt đầu từ năm 2017. Tuy nhiên, mãi cho đến tháng 4 năm 2024, những bước chân của ông Minh Tuệ mới thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Trong chưa đầy một tháng, từ khóa Thích Minh Tuệ đã phủ sóng khắp mạng xã hội, đi kèm với những hình ảnh của ông là những bình luận thể hiện quan điểm và góc nhìn cá nhân. Tại những nơi ông Minh Tuệ đi qua thì hàng nghìn người đã đi theo, ít nhiều tác động tới sinh hoạt thường ngày. Trong đó, nhiều người thể hiện mê tín hơn là chính tín đối với niềm tin vào một hiện tượng. Đặc biệt, từ hiện tượng ông Thích Minh Tuệ đã xuất hiện những tư tưởng, mưu đồ chống phá đảng, nhà nước về chính sách tôn giáo. Trước sự việc này thì cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm ủng hộ quyết định dừng bộ hành để ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ, đồng thời lên tiếng mạnh mẽ đã tới lúc cần siết chặt công tác quản lý nội dung số. Thời gian qua, tràn ngập trên mạng xã hội là hình ảnh đám người điên cuồng đeo bám, quay chụp câu view bất chấp theo người bộ hành Thích Minh Tuệ. Sau ông là cả một đoàn sư không rõ lai lịch. Mỗi bước chân của đoàn sư đi qua thì giao thông ùn ứ hàng km, thậm chí là xả rác gây ô nhiễm môi trường. Chưa kể sự việc hai người phụ nữ bị sốc nhiệt cùng một người đàn ông 47 tuổi qua đời sau 3 ngày đi bộ dưới nắng nóng cùng ông Thích Minh Tuệ, càng dấy lên lo ngại về việc mất an ninh trật tự. 6 năm trôi qua, ông Minh Tuệ vẫn vậy, vẫn bước chân chai sạm và một lòng tu hành hướng thiện. Sự nhiễu loạn là ở dòng người đu bám theo ông. Cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc với những hình ảnh xấu, những hành vi gây nhiễu loạn trong xã hội, dẫn đến những cuồng tín và u mê. Chắc chắn trong số đoàn đông người trên, nhiều người đi theo không phải vì yêu mến Minh Tuệ mà chủ yếu để quay video, livestream trên mạng. Thay cho sự kính ngưỡng với bậc chân tu, lực lượng sản xuất nội dung trên mạng xã hội đã coi ông Minh Tuệ là con mồi và điên cuồng khai thác để kiếm lợi. Mình đi theo đông như vậy sẽ ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Thứ hai, nếu ở góc độ người tu hành thì đang quấy rầy ông Minh Tuệ, làm ảnh hưởng đến việc tu tập của ông Tuệ. Ông Minh Tuệ nói rằng ông không giảng pháp, cũng không nhận đệ tử, chỉ khi nào giác ngộ ông mới làm những việc ấy. Thế mà nhiều người còn phong thánh, gọi ông là Phật sống, cuối cùng cũng chỉ để câu like. Thậm chí khi ông Thích Minh Tuệ tạm thời dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, thay vì tôn trọng quyền cá nhân của ông, nhiều người tiếp tục tìm ông, gia đình ông để quay phim chụp ảnh. Mới đây, gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng nếu không chặn đứng được cơn say view của những người đi theo sản xuất, đăng tải clip về ông Minh Tuệ, những hệ lụy đã nêu trên sẽ ngày càng lớn đến mức nguy hiểm. Nên xử phạt thật nặng các YouTuber, TikToker với mức phạt gấp 10 lần như hiện nay và tịch thu toàn bộ số tiền câu view. 6-7 năm trước ông ấy đã đi hành khất rất bình thường. Nhưng sau này YouTuber, TikToker nâng ông ấy thành thánh để dễ dàng đánh vào tâm lý của người nhẹ dạ và sự hiếu kỳ của người dân, nên xảy ra tụ tập đông người gây mất an ninh, môi trường khi đoàn ấy đi qua. Dù ông Thích Minh Tuệ dừng cuộc bộ hành để ẩn tu, tuy nhiên trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cá nhân hội nhóm vẫn xuyên tạc ông Thích Minh Tuệ bộ hành sai sự thật. Cùng với đó, nhiều đối tượng chống phá đã lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, đưa tin sai sự thật về phân biệt đối xử đàn áp tôn giáo, bịa đặt ông Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức, buộc phải dừng việc tu tập. Trước thực trạng này, ông Lê Anh Tú với pháp danh là Thích Minh Tuệ đã lên tiếng sau 7 ngày ẩn tu. Tu hành được thì mọi người đều có quyền lợi là đi theo lời Phật dạy, chứ cũng không cần phải đi theo con làm những cái việc như quay phim suốt ngày đêm rồi gây mất trật tự an toàn giao thông, rồi làm trở ngại cho người tu hành, gây ồn ào hay là cái gì như thế thì nó lại không đúng với người tu nữa. Con thì phát nguyện tu hành Đầu Đà, phải có cái thời gian chỗ yên tĩnh, nhiều người đông như thế thì không đảm bảo cho mình tu hành. Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã trao trả căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú sau 5 ngày làm thủ tục. Cư dân mạng chia sẻ niềm vui này với ông Lê Anh Tú, đồng thời nhắc nhở nhau nên học ông bằng cách tránh ác, làm thiện,
hướng tinh thần mình về các giá trị văn minh. Và quan trọng hơn, nên bảo vệ những người như ông bằng cách bớt quấy rầy và bớt tung hô. Hãy lặng lẽ học ở ông những điều tốt đẹp phù hợp với cuộc sống của bản thân. Vậy là thầy Minh Tuệ đã có căn cước công dân rồi. Từ nay thầy đi đâu cũng yên tâm về con người cũng như thân thế của mình. Con chúc mừng thầy nhé. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và an vui ạ. Mong các anh YouTuber, TikToker hãy để cho người ta tu yên ổn đi, rồi các tín đồ ăn theo nữa. Mong rằng thời gian sau này ông Lê Anh Tú tiếp tục bộ hành, thì người dân Phật tử sẽ đứng trật tự ở bên đường, đảnh lễ, không đi theo gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự nữa. Rất mong như thế. Xin cảm ơn.